chào các bạn nha. Bữa nay giao máy xếp xích đi về Bạc Liêu anh em. Bữa này chạy đầu chung vui tắt lẻ, chung vui nhật ha. Dương 70, mai cổ này còn cái vàng này còn mới lắm nha các bạn. Vừa dưới chiếc xe luôn. Đây. Xe lên luôn, xe lên luôn. Hạ xuống đi, hạ xuống cho đụng hai cái ben đó, hai bên đó. Xong xuôi anh em ơi. Đây xe này về Bạc Liêu các bạn. Thì Thành Phước Bạc Liêu. Rồi, về chủ máy chúc anh em phát tài luôn nha. Đây. Bộ này quay lại cho anh em coi ha. Thì nằm ở bên bển á thì đưa ngang bên đây, xe vô chảy các bạn. Đây, cậu này mới xới xích ha, nói chung gần còn rất mới, xích còn rất đẹp luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ với mình, thì anh em muốn bán thì gửi yêu cầu cho mình ha, gửi yêu cầu các bạn gửi cái máy qua được mình xuống mình coi rồi mình lấy luôn nha anh em. Còn anh em muốn ấy thì mình giới thiệu cho anh em cũng được luôn. Rồi về chỗ máy chúc mừng đại này phát tài các bạn ơi. Rồi sửa hai cương ha. Chào các bạn nha, thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1.200.000 nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè, cái này là chữ Thái, còn này là dán im, này là của anh em tên Thành Lĩ 67D1 tốc độ ngoại đỉnh. Cái này không thì